Mua nick tại thế giới nickgame.vn uy tín chất lượng. Ngoài ra shop còn hỗ trợ bạn giao dịch trung gian free. Coi chi tiết tại mô tả video. Ok, xin chào anh em quay trở lại kênh của mình. Quay trở lại anh em đây. Đó thì hôm nay trên fanpage Đằng Đá cũng có đăng một bài viết. Đó là một cái event gọi là kỹ sư đa tải anh em ạ. Thì đây, mình cùng anh em gọi là quay trở về màn hình chính của mình nhá. Ôi, mẹ đâu nhờ. Đây rồi, tí nữa thì tắt đèn anh em ạ. Rồi, thì đây, một mùa hè sôi động đã qua nhằm chuẩn bị cho binh Uplet sắp tới. Kha xin gửi nhẫn giả đến event liên quan đến huy hiệu gia tộc mà Kha đã công bố trước đó, chi tiết như sau. Rồi, thì đây, thời gian nhận bài viết từ ngày thông báo 10 giờ ngày 17 tháng 9. À nhầm, từ khi đăng thông báo cho đến ngày 17 tháng 9 anh em ạ. Và hôm nay là mùng 8 rồi, còn 9 ngày nữa thì công bố trao giải sau 12, sau 72 giờ kết thúc event nha anh em nhé. Đây thì thể lệ thì các nhẫn giả thỏa sức sáng tạo xây dựng tính năng mới liên quan đến huy hiệu gia tộc và sẽ được update trong thời gian tới. Thì cái này nó cũng là một cái quyết định của AD, nó cũng chỉ 50% thôi anh em ạ. Thì thực sự là trong cái bản binh update của AD cũng có sẵn 50% rồi. Còn 50% kia là theo sức sáng tạo của anh em. Hên xui thì AD sẽ cập nhật theo ý của anh em. Rồi, thì chủ yếu cái bài viết này gọi là hay, sáng tạo. AD đánh giá cái gọi là chấm điểm anh em ạ. Và sẽ quyết định cho vào hay không. Còn thực sự là bên AD cũng đã có cái bản update đấy rồi. Rồi, thì cấu trúc tham gia bài. Đấy, tên tính năng, hình ảnh minh họa, mô tả tính năng. Điều gì làm tính năng này đặc biệt. Đấy, ở bên dưới chúng ta thêm thông tin là tên nhân vật, máy chủ và hát tăng. Kỹ sư đại tài. Rồi, thì phần thưởng thì có quà kỹ sư, điều kiện tham gia đủ điều kiện 150 like trở lên. Là khi 150 like anh em sẽ được 7 triệu bạc khóa 30 tất cả chữ trừ chữ làng lá ra. Rồi, kỹ sư đại tài. Đấy, làm ý tưởng có lượt like cao nhất trong cộng đồng. Đấy, thì cái này thì chắc là mình phải nhờ anh em like giúp mình rồi. Rồi, thì đây là 10 triệu bạc khóa một vé vận may không khóa, còn lại chữ là sẽ khóa anh em nhé. À, để cũng có một cái khôn ở trong đây anh em ạ. Rồi, chữ sẽ không giao dịch được. Rồi thì quà siêu phàm, hai ý tưởng được Kha bình chọn. Hai ý tưởng được Kha bình chọn có nghĩa là trong năm ý tưởng này không? À, cái năm ý tưởng này lượt like cao nhất thôi anh em ạ. Nó quyết định hay không là do anh em, đúng không? Còn hai cái ý tưởng này là do Kha, chứ gọi là làm riêng biệt, không ở trong cái năm cái bài cao nhất của anh em đâu. Kha sẽ chọn ngẫu nhiên, thì hai thì AD sẽ chọn thôi. Và sẽ là 15 triệu bạc khóa một vé vận may không khóa và 100 chữ tất cả khóa nha anh em nhé. Rồi, lưu ý này, anh em mà quan trọng cái luật lệ này. Thí sinh gửi nội dung bài viết lên group cộng đồng. Đấy, bài viết bất kỳ một trong tất cả các mục trên đều bị loại. À, bài viết thiếu anh em ạ. Rồi, bài viết đạo nháy ý tưởng hình ảnh của nhau thao tác chỉnh sửa trong group sẽ bị loại. Có nghĩa là anh em gọi là đừng có thấy cái bài viết của người ta, anh em gọi là chỉnh sửa đi nữa. Anh em phải cố gắng suy nghĩ một cái gì đó, hoặc là anh em gọi là phải làm bài sớm. Chứ anh em úp sau là sẽ là đạo nhái anh em ạ. Bản quyền ấy, nó gọi là bản quyền tác giả đấy anh em ạ. Rồi, nhẫn giả nào spam link để câu like. Uầy, chết mẹ rồi. À, cái này không phải spam link mà là mình là bú phê mà anh em ạ. Rồi, lách luật, phải lách luật anh em ạ. Rồi, bài thi phải có nội dung liên quan đến huy hiệu gia tộc. Cái này là quan trọng anh em ạ. Đấy, một tài khoản Facebook chỉ được đăng ký một bài viết trên một nhân vật thôi. Rồi, đó. Bây giờ mình sẽ quay sang cái bài viết của mình anh em nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Đây thì bài viết tính năng của mình là hồi sinh thập vĩ anh em ạ. Thời gian từ 21:30 đến 22:30 chủ nhật hàng tuần. Đấy, là cái thời gian này là mình đã chọn gọi là sát sao lắm rồi anh em ạ. Sát sao lắm rồi, anh em để ý mà xem. Chủ nhật chúng ta đi liên server xong là hết luôn rồi, không còn hoạt động gì nữa. Đại 93, đại 94 không có, hoặc là cái đây cũng nhân giả thì cũng chả có luôn. Chủ nhật chỉ có liên server thôi anh em ạ. Nên anh em cố gắng giúp mình. Tại vì là mấy cái ngày đầu tuần thì tất nhiên nó có đại 93, đại 94 rồi. Thì nó gọi là nó sát sao quá, hoạt động chạy không kịp. Anh em xem liên server xong anh em về, anh em gọi là tụ tập với anh em gia tộc. Đấy, lúc đó là đông đảo anh em luôn. Tại vì chủ nhật thì đa số anh em nào cũng ngon được rồi. Rồi thì cách tham chiến này. Đến 21:30 thành viên trong gia tộc đến LBC Oloki, là cái gọi là chỗ LBC của mở gia tộc anh em ạ. Thì
đến cái giờ đó thì tộc trưởng không cần phải mở anh em nhé, cứ đến giờ đó là anh em gọi là ra LBC đó, anh em gọi là vào thôi. Đấy, quan trọng là cái gọi là tự giác của anh em, không cần phải thông báo hoặc là tộc trưởng kêu gọi, anh em cố tham gia cũng được. Rồi khi vào thì xuất hiện bot luôn, tại vì là đến giờ đã xuất hiện rồi anh em ạ. Rồi anh em vào càng sớm thì gọi là chạy ải càng nhanh thôi. Khi mà anh em gọi là vào cửa thì sẽ có quái như ải gia tộc, và nhưng mà bot cuối của cái cửa một đó là mẹ thỏ Kagura. Mẹ chết mẹ rồi, viết nhầm chữ rồi. Hôm sau đang gọi là đứng bảo vệ cái thần thụ anh em ạ. Đấy, anh em gọi là không tập trung vào là bot cắn đừng kêu nhá. Rồi khi anh em đã giết xong, tất cả thành viên phải đứng đấy ấn vào cái cây thần thụ đấy, anh em gọi là hiến chakra của mình vào thì mình cũng gọi là tham khảo cấp độ thôi, chứ AD cũng sẽ tham khảo, anh em sẽ fix thôi, AD sẽ fix thôi tùy theo số lượng thôi. Nhưng mà mình nghĩ là tộc bây giờ nó cũng khá là nhiều rồi, có thể nó lên tận 40 50 slot, 60 slot cũng có. Và bây giờ là mình đang cấp độ thôi, mình sợ mình có thể là cấp độ 30 này nọ, là 20 này nọ, anh em hiến được đấy, miễn sao đủ 5.000 chakra anh em ạ. Mình thất cả cái bài gọi là tham khảo mình viết để cho nó gọi là sống thêm sống động thôi. AD có xem được video này thì AD cũng sẽ tham khảo rồi anh em ạ. Rồi khi mà thành viên gọi là đủ 5.000 rồi, thành viên sẽ nhận được quà. Khi như chúng ta đi ải đây anh em ạ, như chúng ta đi ải anh em qua cửa, anh em sẽ nhận được đá 6 với cả 3 cái tinh ấy. Nhưng mà cái hoạt động này là một hoạt động quan trọng, mình sẽ quà đây sẽ gọi là tham khảo sẽ cho nhiều nhiều lên tí để anh em có động lực đi. Mà cái này là do là chung tay của gia tộc nên anh em gọi là đừng có cá nhân hóa nhé. Rồi đấy, cái quan trọng là khi anh em gọi là qua ải gia tộc rồi, vật phẩm ngẫu nhiên sẽ gửi thẳng vào trong cái mục gọi là quà của gia tộc mà khi mà tộc trưởng phát cho anh em đấy. Đấy là huy hiệu gia tộc. Mà cái thẻ này là sẽ không phát được cho anh em nhé, không phát được nhé. Khi nó đủ 1.000 chữ, tộc trưởng nhấp vào đó sẽ hiện cái tính năng gọi là ghép, thì sẽ ghép được thành một cái vé. Và khi tộc trưởng ấn sử dụng thì cái huy hiệu đó nó sẽ hiện lên một cái gọi là bảng logo, như kiểu cái hình dưới của mình. Thì mình cho anh em cái bảng logo đây, như đây này, như bên ngoài đây này, cái Uchiha với cả Rotsuki của bạn nào này. Đấy, tộc trưởng sẽ chọn ngẫu nhiên một cái logo và sẽ gọi là xác nhận. Đây là cái quyết định của tộc trưởng đây anh em ạ. Khi cửa số 2 sẽ mở. Đấy, bước qua cánh cửa này, anh em sẽ gọi là nhìn thấy 9 con vĩ thú xếp thẳng hàng, hoặc là xếp gọi là xen kẽ ở đâu đó, tùy theo cái map nó địa hình như thế nào anh em ạ. Anh em tiêu diệt 9 con đó thì con boss thập vĩ nó sẽ xuất hiện ở cuối map. Đó, thì nó cũng như gọi là đạo nhái cái ải gia tộc, thì những cái thành viên gọi là chủ lực đam to hoặc là những cái thành viên châu bò đấy, anh em nhường cho gọi là họ hái cỏ để họ tiêu diệt thập vĩ nha anh em nhé. Rồi khi thập vĩ chết thì sẽ có quà cho thành viên, mình viết rất logic rồi, mong là anh em đọc thấy dài nhưng mà đọc hiểu được. Khi thập vĩ chết sẽ có quà cho thành viên tiêu diệt anh em ạ, thành viên tham gia cũng được. Đấy, mình cố gắng mình viết sao để cho anh em dễ hiểu rồi. Và khi boss chết thì cũng sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 10 đến 50 mải. Vậy là anh em cố gắng gọi là đi nhiều, hoặc là có thể AD sẽ fix thêm cái mảnh này. Nhưng mà mình nghĩ là để cho nó duy trì lâu thì mảnh như số này cũng khá đủ rồi. Rồi, đó, đây là xong cửa số 2. Thì cái cách thức để có huy hiệu thì mình cũng đã nói ở trên vừa nãy rồi. 1.000 mảnh huy hiệu, gia tộc sẽ ghép được một vé. Đấy, tộc trưởng có trách nhiệm dùng vé đó để tạo logo gia tộc. Đấy, chỉ có tộc trưởng thôi nha anh em nhé. Đấy, trong mục chế tạo, mình nói luôn là trong mục gọi là chế tạo nâng cấp huy hiệu này của gia tộc nha anh em nhé, chỉ có tính năng riêng của gia tộc và của tộc trưởng mới sử dụng được. Rồi khi tạo xong thì tất cả nhân vật, tất cả thành viên trong gia tộc đang on và đang ở trong gia tộc, nói chung là đang ở trong gia tộc đó, thì sẽ nhận, sẽ gọi là khoác trên mình cái huy hiệu đó như hình ở dưới của mình. Đấy, như ảnh dưới luôn. Và huy hiệu đó sẽ gắn cạnh cái gọi là bảng xếp hạng gia tộc của cái mục bảng xếp hạng anh em nhé. Rồi, và thêm nữa là để tránh cái trường hợp cái mảnh đó nó tồn động, thì mình sẽ ra thêm một cái tính năng nữa là nâng cấp huy hiệu. Mình cũng đang tính là sẽ biến dị cái huy hiệu đó đi, nhưng mà chỉ có Uchiha mới biến dị được thôi, nên mình không muốn ép cái nâng cấp biến dị đó làm cái gì.
Tại vì là tất cả các tộc khác nó chỉ cố định một cái huy hiệu, mang danh hiệu cho tộc thôi. Nó kiểu là một cái đặc quyền riêng trong manga anime của anh em xem đấy. Thì mình đã cố gắng phát triển thành cái huy hiệu nâng cấp càng cao, hiệu ứng sẽ xuất hiện trên nhân vật theo từng cấp. Mình đánh giá cái huy hiệu rất lâu rồi anh em ạ. Anh em để ý xem, chúng ta chơi game địch mẹ có mỗi cái gọi là gì nhờ, áo choàng này, vũ khí này, thật sự nó chán mửa lắm rồi anh em ạ. Mình đang muốn một cái gì đó nó phát triển thêm, nó làm cho gọi là vừa con mắt anh em ạ. Chứ thật sự nhìn nó thô cộc quá, nó cũng điêu, nhân vật nhún nhảy quá, nó cũng buồn. Nó như kiểu là cái thần thụ anh em ạ. Ít ra nó còn nháy nháy sáng sáng, nó cũng chả ảnh hưởng gì. Bây giờ AD thêm cái đấy nó cũng chả sao. Đấy. Rồi và đây, thêm một cái câu nữa là của LBC nói này. Bạn muốn nâng cấp huy hiệu gia tộc lên 2 với 5.000 mảnh huy hiệu gia tộc không? Thì đồng ý là nâng cấp lên 2 thôi. Và cứ dần dần lên 3, tất cả các chỉ số này đều là tham khảo anh em nhé. Đều là tham khảo. Và cái 5.000 chakra này là mình cũng là tham khảo. Mong anh em gọi là chiếu cố giúp mình. Và chỉ số huy hiệu thì mình cũng viết là tham khảo nhé. Và tăng lên theo từng bậc anh em nhé. Đấy. Thì cái hình phạt tất nhiên là có đi là phải có hình phạt rồi anh em ạ. Không có hình phạt thì anh em họ không nghe đâu. Anh em họ kích ngay. Đấy. Ngày xưa thì tuyển thành viên vào tộc cố cống hiến 180 cống hiến trên tuần. Nhưng mà cái này mẹ phải cố gắng mà đi anh em ạ. Cố gắng mà đi. Đấy. Nếu thành viên trong gia tộc đã gọi là hiến chắc ra ở cửa 1. Đấy. Đến hết thời gian của hoạt động là 22:30 mà chưa mở được cửa 2. Có nói chung là chưa diệt được boss thập vĩ chẳng hạn. À thôi. Thôi mình nói ngắn gọn là chưa diệt được, gọi là chưa hiến xong cửa 1 đi. Nếu mà anh em qua cửa 2 mà không diệt được thập vĩ thì vẫn được. Vẫn được gọi là bồi thường lại cái chắc ra anh em đã mất nhá. Rồi. Nếu mà anh em trong cửa 1 mà không hoàn thành được thì chắc rai sẽ bị trừ nhân vật đến tận thứ 5 tuần sau. Đấy. Mình ra cái này cũng là khá cao. Tại vì là thứ 6 thì anh em có thể đi server bình thường không sao, chủ nhật đi không sao. Rồi. Thì mình cũng gắn thêm một cái tinh thần cuối là hoạt động Bega đủ rồi. Thì mình cũng thấy là khá đủ rồi anh em ạ. Từ cái đại chiến nhẫn giả này xong là đại chiến nhẫn giả xong đi sơn cáp này, sơn cáp xong anh em còn đi cấm thuật này. Xong rồi đi hoạt động này, tại vì là thứ hai mới cả, nói chung là nó nhiều thứ lắm anh em ạ. Nên mình đã cố gắng mình nhồi nhét đến vào chủ nhật rồi. Hoạt động BK khá đủ rồi, tại vì đại chiến nhẫn giả này, trong cao thủ nhẫn giả này, đại chiến in server này. Xong là gọi là cái gì nữa thì nói chung là cũng nhiều rồi, mình cố nhét chủ nhật. Chủ nhật anh em đi in server là khá là đông. Anh em có thể giải anh em gọi là on cố, tại vì cuối tuần khá là đông anh em. Rồi, cuối tuần sau đại chiến lên server, tại sao chúng ta lại quên đi cái gọi là anh em gia tộc cùng nhau tiêu diệt thập vĩ sau một ngày đầy mệt mỏi, sau một tuần đầy mệt mỏi anh em ạ. Đấy. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay tạo lên thương hiệu cho gia tộc. Đấy. Chúng ta phát triển huy hiệu đó ngày càng mạnh và đẹp lên từng ngày anh em ạ. Mình đã cố gắng gọi là truyền đạt đến anh em lắm rồi và cũng được khá nhiều anh em ủng hộ. Rồi, mình cảm ơn anh em rất nhiều. Và tí nữa mình sẽ gọi là, ui mẹ anh em ơi đừng có comment thế này, mẹ chấm like AD lại kêu mẹ mà lách luật chết anh em ạ. Rồi yên tâm, tí nữa mình sẽ qua mình like nhá. Cảm ơn anh em nhá. Đấy, đấy là cái bài viết anh em gọi là đọc và tham khảo giúp mình nhá. Mình cố gắng nó rồi, tại vì BK mình thấy khá nhiều bây giờ anh em biết nhá. Đây mình sẽ gọi là về cái màn hình gọi là đâu nhỉ. Rồi, anh em phải biết là đừng có nhắm vào cái gia tộc chiến làm cái gì. Bây giờ hiện tại tộc nào mạnh là biết ngay tộc đó rồi anh em ạ. Nên anh em đừng có đánh giá cái qua gia tộc chiến làm gì. Gia tộc chiến thì chỉ bú thằng top 1, mà thằng top 1 là như mình anh em ạ. Nên anh em đừng có gọi là ham hố cái gia tộc chiến làm gì. Mẹ xác định là không được top rồi. Đấy. Rồi nên mình cố gắng mình gọi là viết một cái bài biết mà nó không đụng chạm gì đến gọi là ồ mẹ mày mày mạnh mày làm cái đéo gì cũng được, mày đi hoạt động một tí là xong. Nhưng mà cái này nó là do quyền quyết định của anh em, đi hay không là của anh em. Đấy, gia tộc anh em có mạnh hay không là do anh em. Đấy, mình cố gắng lắm rồi anh em ạ. Rồi, chắc là video mình đến đây kết thúc thôi. Tí mình sẽ để ôi thôi anh em gọi là cố gắng gọi là like giúp mình nhé. Mình sẽ không để link bú phêm đâu anh em ạ. Để biết này để fix chết mẹ luôn ấy, thề với anh em luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye anh em nhé.